Rồi, xin chào mọi người nha. Sáng nay Trình ra vườn quay lại cái cây mạch hoa cúc rin. Cây này thì nó cao 1 mét, tán rộng là 60. Cái cụm tàn hết rồi nha mọi người. Là mạch hoa nó này. Ra rất là đẹp. Cúc này cúc đơm 3-4 lớp này. Bông to. Hoa to giống nha mọi người. Hoa rất đẹp luôn. Coi thì liền thân liền cốt, một cốt đi lên. Gốc đớn thì Trình không có soi. Hình thân thì nó Trình đo được bằng thước dây là 12 nha. Gốc đớn nó chia đều tứ diện này không. Rồi coi này Trình báo giá là 2 triệu không bao cước nha mọi người. Ai có thích thì giao lưu nha. Coi cúc rin đọt đỏ, lọc đỏ lớn luôn. Đấy, mới lọc non nó mới ra. Trùng giống nha mọi người. Hoa nào hoa nấy nó cũng giống nhau hết. Còn nụ búp rất là nhiều luôn. Cái này đã lệch hồi đợt Tết nó nở tê lê hết rồi. Nhưng mà lệch xong bây giờ nó ra một thêm một lớp một lứa nó nữa này. Một lứa nụ nữa không, mấy cái này là dòng cây tơ thôi cho nên là nó rất là sung cây, tơ nó sung. Rồi bông nó nở họ ngày hôm qua hôm kia này tàn rồi. Đó, còn nó mới nở thì nó cái nhụy nó màu cam, nhụy màu cam rất đẹp. Hoa nó đơm lớp rất là gom gom bông ha. Mọi người về mua về thuê đất hoặc là trồng trong cái chậu lớn hơn á, là cây nó nhanh phát hơn. Còn hiện tại thì ở mình thì do lượng đất nó hạn hẹp, nó không có được rộng rãi cho nên là buộc phải trồng trong những cái chậu nhỏ như thế này nè. Chậu này chậu 40 thôi không, gom nó san sát với nhau ha. Đó. Cho nên cây nó chậm lớn thôi chứ không phải là nó ít năm đâu nha mọi người. Cây này cũng năm 4 rồi, năm thứ tư của nó rồi. Cây gốc đớ nó có gốc đớ đàng hoàng, đớ trải đều tứ diện luôn, tứ diện nó đều có hết nha. Phần bên dưới thì nó to, nó giót nhọn à. Nó giót lại dần khi nó lên tới ngọn này, nó giót lại dần ha. Rồi ai có thích cái này thì alo Trần đã sở hữu nha, giá 2 triệu không bao cước. Coi cúc rin đọt đỏ.